Mình xuống phố đi bộ Nguyễn Huệ, mình đang đứng trước nhà hát lớn thành phố ở Sài Gòn ở đây. Đây là cái công viên nằm ở giữa cái con đường của cái phố đi bộ. Mình sẽ đi thả bộ các bạn xem nha. Góc đường Nguyễn Huệ với lại Lê Thánh Tôn. Rex Hotel. Sunwa Tower, tối bán cà phê ngoài đường. Hôm trước mình có đi tiệm Miniso, lần này đi vô chơi. Mấy đồ trong đây bán dễ thương lắm. Ở đây góc đường Hải Triều với Nguyễn Huệ. Nguyễn Huệ cái phố đi bộ đó có cái building biểu tượng cho thành phố Sài Gòn, có cái sân đáp của trực thăng ở trên đó đó. Mấy người ở đây lâu thì họ nói chưa hề thấy trực thăng nào đáp, không biết nó để biểu diễn chơi hay là cái thực tế hay không. Đây, Palace Hotel Sài Gòn. Đây có chè bưởi, cà phê muối, chú lông, kem kẹp, bán các món ăn buổi tối. Chào Lounge, chào cà phê. Hẹn gặp các bạn ở video kế tiếp. Bye!